Một vụ cháy nghiêm trọng vừa xảy ra vào dạng sáng ngày hôm nay tại một cửa hàng bách hóa ở xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Vụ hỏa hoạn đã làm 3 người tử vong cùng nhiều tài sản bị thiêu dụi. Cụ thể vụ cháy xảy ra vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 28 tháng 10 tại cửa hàng bách hóa 7 tiến thuộc xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Do chị Bùi Thị Yến Sương, 33 tuổi, ngụ tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh làm chủ. Công an tỉnh Đồng Tháp đã huy động nhiều lực lượng chữa cháy, xe chuyên dụng đến dập lửa cứu người. Điểm xảy ra hỏa hoạn thì bên trong cửa hàng có 6 người và đám cháy nhanh chóng lan rộng. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã nỗ lực dập lửa, cứu được 3 người ra ngoài. 3 người còn lại không hay tử vong. Đến 2 giờ 45 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân vụ việc đang được ngành chức năng điều tra làm rõ và vụ cháy cũng gây thiệt hại khoảng 4 tỷ đồng.